Cựu Tổng thống Donald Trump vừa đăng bài đầu tiên trên mạng xã hội riêng của mình. Mọi người hãy sẵn sàng, vị Tổng thống yêu thích của các bạn sẽ sớm gặp lại các bạn. Kính thưa quý vị, mạng xã hội mới của cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ chính thức trình làng vào cuối tháng 3 tới để tôn vinh sự thật và tính minh bạch. Mạng xã hội của ông Trump đã lấy tên Truth Social. Về cơ bản, Truth Social có đủ các tính năng của Twitter. Tuy nhiên, các bài đăng trên nền tảng này được gọi là Truth, sự thật, thay vì Tweet giống như trên Twitter. Còn các bài đăng được chia sẻ lại được gọi là gì? Truth. Ứng dụng Truth Social hiện có sẵn trên các cửa hàng App Store của Apple dưới dạng đặt hàng trước, pre-order. Hiện rất nhiều người dùng tại Mỹ đã đăng ký trước Truth Social. Khi ứng dụng chính thức ra mắt, nó sẽ được tải về thiết bị một cách tự động với hứa hẹn không kiểm duyệt, tôn trọng sự thật và tính minh bạch. Những người hâm mộ cựu Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu lên kế hoạch theo dõi và gây dựng vòng kết nối của mình trên nền tảng mới này. Ngoài ra, rất nhiều nhà đầu tư cũng đang mua cổ phiếu từ tập đoàn truyền thông và công nghệ TMTG của ông Trump, khiến giá cổ phiếu liên tục tăng phi mã. Chỉ tính đến cuối tháng 12 năm 2021, số tiền đầu tư cho công ty truyền thông và công nghệ của ông Trump đã vượt quá 1 tỷ đô. Hồi tháng 10 năm 2021, ông Trump tuyên bố mạng xã hội của mình sẽ hợp nhất với một nền tảng kỹ thuật số có tên là DVKAC trong một thỏa thuận trị giá 1,7 tỷ đô. Gần như ngay lập tức, giá cổ phiếu của DVKAC đã tăng gần 500%. Mới đây, giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông và công nghệ của ông Trump là cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa Devin Nunes đã nói rằng Truth Social sẽ ra mắt trước ngày 31 tháng 3. Ông Nunes đang tập trung củng cố hệ thống an ninh mạng để đảm bảo rằng mạng xã hội này không bị xóa khỏi các kho ứng dụng của Apple và Google như các ứng dụng của cánh hữu trước đây. Tính đến ngày 4 tháng 2, tập đoàn truyền thông và công nghệ của ông Trump đã đăng tải 12 thông báo tuyển dụng các nhà phát triển chuyên làm việc trên hệ điều hành Android và kỹ sư phụ trách hệ điều hành iOS với mức lương dao động từ 80.000 đô đến 220.000 đô. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.